Hello hello, dạ em xin mến chào quý vị nha. Chào mừng đại gia đình đã quay trở lại với kênh YouTube Kể Chuyện Ngọc Family Channel. Lời nói đầu tiên xin cho em mến chúc sức khỏe và chúc quý vị một ngày mới thật là nhiều niềm vui nha quý vị. Thì ngày hôm nay em xin phép được gửi đến cho quý vị một cái câu chuyện ngắn nói về chơi không cần ăn, chơi từ sáng đến trưa, đến chiều không cần ăn uống gì hết. Thì đây là một cái câu chuyện nói về cặp vợ chồng mới cưới đã làm một cái điều gì đây trong cái đêm gọi là cái tuần trăng mật chứ quý vị. Thì đây là một cái câu chuyện ngắn khá là hay và Tiếu Lâm mến mời quý vị cùng thưởng thức nha quý vị. Quý vị nào mà thấy em có cặp chân mày đẹp bá đạo thì xin nhớ cho em một like nha quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Em là em thích cái cặp chân mày này vô địch luôn quý vị ơi, nó đẹp vô địch luôn. Thì cái câu chuyện có nội dung như sau. Thì có một cái cặp vợ chồng này mới cưới nhau. Vợ chồng mới cưới nhau đi đến hưởng tuần trăng mật ở một cái trang trại. Tuần trăng mật là một cái kỷ niệm đáng nhớ trong mỗi một cặp vợ chồng trẻ. Ông chủ trang trại này cũng khá là nhiệt tình và rất là tốt bụng. Cho nên là buổi sáng ông ta cũng đứng ở dưới gọi lên hai chồng này mướn một cái căn gác. Hai chồng là coi như là từ sáng đến chiều, từ trưa đến tối là cứ ở trên gác riết luôn, không có thấy xuống, không có thấy ăn cơm ăn nước dễ chân chọi á. Không biết họ sống bằng cái gì nữa. Thì ông chủ này ông cũng lo cho sức khỏe của hai người, ông mới đứng ở dưới ông ăn cơm thì ông cũng mời vậy đó quý vị. Ông đứng dưới ông mới nhiệt tình ông hỏi anh ơi chị ơi có xuống ăn cơm không, tôi có làm sẵn những cái món ngon rồi. Có chủ trang trại nào mà tốt dễ sợ luôn. Thì cái anh chồng của cô này mới thò cái đầu ra và nói rằng cảm ơn chú, tụi con không có ăn. Thì buổi chiều cái ông chủ trang trại này cũng đứng ở dưới gác á, cũng nói cho giọng cái tiếng mình lên á, hai đứa có ăn không, chú có nấu mấy cái món ngon nè, hai đứa xuống ăn đi. Thì cái anh chồng của cô gái này cũng thò cái đầu ra và trả lời dạ cháu không có cần ăn đâu ạ. Thì quái lạ, sao mà hai ngày hai đêm gì hai đứa này nó cũng không có ăn uống gì nữa, trên đó nó cứ làm giết chơi cái gì giết. Thì bắt đầu cái đến ngày mai thì sáng mai ổng chủ này ổng cũng nhiệt tình lắm, ổng sợ tụi này đói bụng chết đói hay sao á, ổng cứ đứng ở dưới ổng la lên hai đứa ơi có ăn không, rảnh xuống ăn đi, chú có nấu mấy món ngon lắm, canh chua đồ ngon lắm. Thì anh chồng lúc này cũng thò cái đầu ra nói xuống dưới nói là dạ chúng cháu không có ăn đâu, chúng cháu ăn quả tình yêu là no rồi. Thì ông chủ văn chạy này ổng nghe tới câu quả tình yêu ổng tức lên, ổng mới nói ăn quả tình yêu thì ăn nha. Trời ơi mấy cháu ăn, mấy cháu đừng có lột vỏ rồi dục xuống đây nha. Mấy cháu biết tại sao không? Mấy cháu ăn quả tình yêu mấy cháu dục vỏ xuống đây, mấy con vịt của tôi á, tôi nuôi mấy con vịt đây nè, nó bị nghẹt thở từ sáng giờ mấy con. Nó muốn chết luôn, nó ăn quả tình yêu của mấy cháu ăn quả tình yêu mà dục cái vỏ ra mấy con vịt tôi nó nuốt không.